nay vợ chồng con á, bao nhiêu năm rồi mẹ thấy không có khá lên nổi. Tối ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhìn anh rể con kìa. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho mẹ có cái nhìn khác về anh. Hai đứa bay, từ trước tới giờ đã không đem đồng bạc nào về cho mẹ rồi, bây giờ còn muốn bòn rút tiền của mẹ nữa hả? Bây giờ thời buổi làm ăn khó khăn lắm, tay ngang nha, mà không có học hành gì hết, làm ăn là thua lỗ chắc. Con của tôi nó khờ khạo quá, nó mới lấy một người chồng như cậu vậy đó. Đón xem series Cơm Nhà phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.